Đây, em transfer đây. Đây, tháo cái đây, tháo cái này ra nhé. Để tôi gài cái điện thoại lên trên này đã. Anh em cậy đây, nó có cái
Anh nghe đây. Hồi mực đấy đổ như là chắc cũng phải tầm 4-5 lần gì đấy. Đúng không? Cái này con đấy là hôm trước là nó ăn, nó rơi cái đồ ăn vào trong đấy là nó cũng bị lỗi rồi đấy. Để anh hỏi chị Huyền xem nào. Kiểm tra xem là cái đấy đổ mực bao nhiêu lần rồi, chắc là phải thay thôi. Vì hôm trước anh cũng báo rồi mà, nhá. Hình như có tem mà trên 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 đấy cho đấy. Hình như anh có ghi là hồ mực kém hay gì đấy đúng không? Có ghi không? Nó bởi vì hôm đấy nó bị rơi dị vật vào đấy đấy, nhá. Nhá. Ok chú, nhá. Cô Yến ơi, check cho anh xem là cái hồ mực ở bên thằng Lạc Hồng ấy, con máy ở chỗ Huyền ngồi ấy, còn đây như là HP M130. Với lại đổ mực con ấy đổ mực 2 lần, là cái hồ mực của con ấy nó đang bị
trước nó bị rơi dị vật vào nó kém rồi cho nên là mực 17 em ơi. Đúng rồi, đúng nhá, mực nó vẫn còn dây ở cái hai cái mút này.
sấy nhá, để vệ sinh xong xuôi rồi anh nhá. Không phải đâu em, bởi vì hộp mực này hôm trước là anh sang là nó đã bị rơi đồ ăn vào trong cái hộp mực đấy rồi, anh bảo nó rồi. Ừ. Em nhìn lịch sử của nó đó nhá, thì em thấy là mới thay hộp mực cho nó hồi tháng 9, sau đó đổ mực tháng 1 và đổ mực tháng 3. Đúng rồi, vấn đề là nó bị rơi đồ ăn vào trong đấy rồi. Hôm trước nó rơi nó dính cả vào trống anh mang ra anh vệ sinh mà. Khá nhiều.
Vậy là chúng ta đã cùng nhau xử lý xong vệ sinh em HVM553. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video này nhé.